Lén vợ vào kho ngồi ăn vặt, ông bố bị con trai phát hiện và pha xử lý cực đáng yêu. Làm gì đây? Do có một số vấn đề về sức khỏe, ông bố đã phải nghe theo vợ, tuân thủ chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cái tâm muốn tịnh nhưng mà cái miệng cứ muốn ăn. Vì để được thỏa mãn đam mê với đồ ăn vặt, ông bố đã lợi dụng lúc vợ ra khỏi nhà, trốn vào nhà kho để vừa được sống với đam mê, vừa không bị vợ rầy rà. Nhưng ai có ngờ đâu, cậu con quý tử đã vô tình phát hiện ra bí mật động trời của bố. Quái gì vậy? Khẽ thôi. Trời ơi. Thấy gì vậy? Vừa nhận được tiền, anh chàng đã giả vờ quay đi, xem như không nhìn thấy gì. Sau đó, một mặt âm thầm đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, một mặt cầu nguyện cho mẹ không nhìn thấy chiếc video này, nếu không sẽ có nguy cơ hoàn về 100.000 cho khổ chủ. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: làm việc mệt nhọc quanh năm không ai biết, lỡ trốn trong góc ăn bim bim cả nước hay, đã ăn vậy còn mất tiền cho thằng con quý tử. Người mẹ hiền đã xem và đã đánh giá: cha tôi mỗi khi mẹ tôi mua đồ ăn vặt là nói độc hại các kiểu, nhưng lúc nào cũng ngồi một góc để mà ăn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.